Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Yến ạ. Các bạn ơi, hôm nay Yến sẽ làm cái video hướng dẫn cho các bạn cái cách dán đường link vào phần giới thiệu kênh như thế nào. Thực ra thì trước đây Yến đã có một cái video hướng dẫn cái cách dán đường link vào phần giới thiệu kênh rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì YouTube mới cập nhật cái cách dán mới. Vì thế nếu các bạn áp dụng cái cách dán cũ thì các bạn sẽ không thể dán được đường link vào cái phần giới thiệu kênh được nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ cập nhật cái cách mới nhất mà YouTube mới đưa ra. Đây là cái kênh YouTube của Yến, và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký và rung chuông kế bên để cập nhật video tiếp theo của Yến nhé. Rồi, bây giờ cái kênh của Yến ở đây, Yến sẽ kéo sang cái phần giới thiệu kênh ở đây. Cái phần giới thiệu kênh, Yến sẽ mở cái phần giới thiệu kênh ra. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy ở phía dưới này có cái đường, có chữ viết màu xanh này. Thực ra ở đây là cái đường link trang Facebook của Yến và đường link trang mạng xã hội là Instagram. Đó, thì bây giờ Yến sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để làm thế nào các bạn dán được cái đường link này vào cái phần giới thiệu ở đây, để khi khách hàng người ta muốn tìm hiểu đến kênh của các bạn hoặc là tìm hiểu đến các cái trang mạng xã hội mà các bạn tham gia thì họ có thể nhấn vào những cái đường link, đường chữ viết màu xanh này, bấm vào đây, những cái đường link này thì có thể dẫn khách hàng tới những trang mạng xã hội khác của mình. Rồi bây giờ Yến sẽ thoát ra ngoài này. Để dán đường link với một cái giao diện mới nhất của YouTube hiện nay thì các bạn sẽ vào cái ứng dụng Google Chrome cho Yến. Ở đây các bạn sẽ mở cái ứng dụng Google Chrome ra này. Đó, bây giờ các bạn sẽ bấm vào cái dấu 3 chấm ở đây. Các bạn sẽ bấm vào chỗ trang web cho máy tính tích V vào đây. Tiếp theo các bạn bấm vào cái mũi tên phía bên trái trên góc màn hình. Các bạn bấm vào giao diện YouTube. Rồi, vậy là hiện tại bây giờ cái điện thoại của mình đã trở về dạng máy tính để bàn rồi. Bây giờ các bạn sẽ bấm vào cái ảnh đại diện kênh. Rồi ở đây các bạn sẽ bấm vào chữ YouTube Studio. Với cái giao diện cũ các bạn sẽ bấm vào chữ kênh của bạn. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chúng ta không thể thêm cái đường link kênh của mình, các trang mạng xã hội của mình vào cái cách cũ nữa, mà bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cách mới mà YouTube mới cập nhật, đó là bấm vào chữ YouTube Studio. Các bạn bấm vào đây. Rồi bây giờ ở đây các bạn sẽ nhìn lên cái màn hình cho Yến này. Ở đây các bạn sẽ thấy cái giao diện mới của YouTube nó khác với cái giao diện cũ ở chỗ là nó có thêm cái nút ở đây này. Nó có thêm cái nút tùy chỉnh. Ở đây cái hình có 3 cái sao xung quanh này. Đó là nút tùy chỉnh, các bạn sẽ bấm vào cái nút tùy chỉnh này. Đó, nó khác cái giao diện cũ là như thế, các bạn bấm vào nút tùy chỉnh. Rồi khi bấm vào cái nút tùy chỉnh thì các bạn nó sẽ ra cái giao diện này cho các bạn này. Các bạn nhìn lên ở phía thanh công cụ, thứ nhất là bố cục, thứ hai là xây dựng thương hiệu, thứ ba là thông tin cơ bản. Các bạn sẽ bấm vào chữ thông tin cơ bản. Rồi ở đây cái thông tin cơ bản trên kênh của mình. Ở đây các bạn sẽ nhìn xuống phía dưới. Nó sẽ có các đường liên kết ở đây, có nghĩa là mình sẽ thêm các cái đường link của các trang mạng xã hội hoặc là cái kênh của mình vào ở đây, nó sẽ hiển thị lên cái phần giới thiệu kênh. Đó. Bây giờ cái cách thêm, các bạn sẽ thấy ở đây có cái chữ màu xanh và dấu cộng ở đây, thêm đường liên kết. Ở đây Yến sẽ xóa cái đường link này và thêm lại cho các bạn xem nhé. Thì Yến đã xóa cái đường link trang Facebook của Yến. Bây giờ hiện tại bây giờ nó chỉ còn cái đường link Instagram. Đó, bây giờ Yến sẽ bấm thêm đường liên kết, sẽ thêm đường liên kết. Yến sẽ làm lại từ đầu cho các bạn xem. Thứ nhất là thêm đường liên kết kênh YouTube này, thứ hai là thêm đường liên kết của trang Facebook cá nhân. Đó, thì các bạn bấm vào thêm đường liên kết. Nó sẽ ra cho các bạn hai cái ô. Ô thứ nhất là tiêu đề đường liên kết, có nghĩa là tên đường liên kết là gì, các bạn thêm vào đây. Thứ hai là nhập URL, có nghĩa là cái đường link của cái trang mạng xã hội đó. Rồi bây giờ Yến sẽ tiêu đề của đường liên kết, Yến sẽ thêm cái tiêu đề, đó là Yến sẽ thêm cái đường link kênh YouTube của mình. Yến sẽ nhập tiêu đề, bấm vào cái ô này luôn.
Rồi Yến sẽ nhập cái tiêu đề ở đây, Yến sẽ gõ cái tiêu đề đó là đăng ký kênh YouTube tại đây. Đăng ký kênh ở đây. Đó, Yến sẽ thêm cái tiêu đề của đường liên kết để người xem có muốn đăng ký kênh của mình thì họ bấm vào đây. Đó, tiếp theo ở phía bên này, ở phía bên tay phải này, chúng ta sẽ nhập cái đường link. Các bạn để ý như thế này này, cái giao diện mới ở đây nó rất là hay. Nó hay ở chỗ nào? Thì cái giao diện cũ thì mình phải quay ra cái kênh của mình để mình copy cái đường link kênh YouTube của mình, sau đó mình quay vào đây để mình dán nó vào. Nhưng mà đối với cái giao diện mới này thì nó rất là thuận lợi cho các bạn. Đó là gì? Đó là nó đã có cập nhật cho các bạn cái đường link kênh YouTube. Ở đây các bạn nhìn lên phía trên ở đây này, đường liên kết kênh, có nghĩa là YouTube đã cập nhật sẵn cái đường liên kết kênh cho mình ở đây rồi. Mình không cần phải quay ra kênh để copy cái đường link nữa mà các bạn copy ngay tại đây luôn. Đó, ngay tại đây luôn, Yến sẽ ấn vào cái chỗ này. Các bạn bấm vào cái chữ xanh này. Đây là cái đường liên kết kênh. Đó, các bạn bấm vào đây, các bạn dí tay vào đây. Bây giờ các bạn sẽ bấm vào chỗ sao chép địa chỉ liên kết. Các bạn bấm vào chỗ này. Rồi, nó đã sao chép địa chỉ liên kết. Bây giờ các bạn kéo nó xuống. Các bạn sẽ dán vào chỗ URL này. Đó. Ở đây, đăng ký kênh ở phía bên này là tiêu đề. Chúng ta sẽ dán cái đường link kênh YouTube mà chúng ta vừa copy vào đây. Yến sẽ dí vào đây. Đó, bây giờ chúng ta sẽ ấn chữ dán. Rồi thì cái đường link kênh YouTube của mình nó đã được dán vào đây rồi. Vì thế là nó rất là thuận tiện so với cái cách cũ. Đây là thêm cái đường link kênh YouTube của mình. Đó, tiếp theo các bạn muốn thêm một đường link trang mạng xã hội khác thì các bạn bấm vào chữ thêm đường liên kết. Yến sẽ bấm thêm đường liên kết này. Rồi cái tiêu đề, bây giờ chúng ta sẽ viết cái tiêu đề. Ở đây, cái tiêu đề bắt buộc. Yến sẽ nhập cái tiêu đề đó là Facebook. Facebook này, kết bạn Facebook, Yến sẽ bấm chữ kết bạn Facebook. Đó, cái tiêu đề để cho người xem là muốn kết bạn Facebook thì họ bấm vào đây. Rồi tiếp theo ở phía bên này, Yến sẽ nhập cái đường link trang Facebook. Thì ở đây là đường link trang Facebook, mình phải thoát nó ra để mình copy cái đường link trang Facebook. Rồi Yến sẽ để như thế này, Yến sẽ thoát nó ra này. Rồi Yến sẽ vào trang Facebook, Yến sẽ mở Facebook cá nhân của mình ra. Rồi ở đây mình bấm vào dấu ba gạch ngang ở phía trên góc bên phải màn hình. Bấm vào trang cá nhân. Rồi ở đây Yến sẽ bấm vào dấu ba chấm ở đây. Rồi tiếp theo Yến sao chép liên kết, bấm vào cái chữ sao chép liên kết này. Mình sẽ sao chép đường link trang Facebook cá nhân. Rồi sau đó mình thoát nó ra. Mình sẽ vào lại cái Google. Mình vào lại Google ở đây. Mở Google ra. Tiếp theo các bạn sẽ dán nó vào. Ở đây các bạn sẽ dán kết bạn Facebook. Thì các bạn sẽ dán cái đường link trang Facebook của đây. Yến sẽ dí vào đây. Đó, bấm chữ dán. Rồi, Yến đã dán cái đường link trang Facebook cá nhân của mình vào ở đây rồi. Đó, nó rất là đơn giản đúng không? Các bạn chỉ cần bấm vào cái chỗ thêm đường liên kết ở đây. Sau đó là nó ra hai cái ô này. Các bạn bấm tiêu đề và cái URL. Đó, xong. Nếu các bạn không thích cái đường link này nó hiển thị ấy, các bạn muốn xóa nó đi thì các bạn bấm vào cái dấu bằng phía trước này này. Ví dụ là các bạn bấm vào đăng ký kênh, các bạn bấm vào cái dấu bằng của cái tiêu đề này, của cái hàng này. Đó, thì khi các bạn bấm vào dấu bằng ở phía bên trái, các bạn nhìn sang bên phải thì nó sẽ có cái hình số rác. Các bạn bấm vào số rác này thì cái đường link này nó sẽ được xóa. Và các bạn muốn thêm đường link khác thì các bạn sẽ bấm vào chỗ thêm đường liên kết và cứ làm tương tự như thế. Đó là cái cách thêm đường liên kết vào cái phần giới thiệu kênh YouTube của mình. Rồi khi các bạn đã thêm đường liên kết xong rồi, các trang mạng, đường link của các trang mạng xã hội vào đây rồi, thêm xong các bạn sẽ nhìn lên phía trên góc bên phải màn hình có chữ xuất bản.
Các bạn bấm vào cái chữ xuất bản này thì nó sẽ lưu lại cho mình. Còn nếu các bạn không bấm cái chữ này thì nó sẽ không được lưu đâu nhé. Các bạn lưu ý như thế. Rồi Yến sẽ bấm cái chữ xuất bản và chúng ta sẽ quay ra kênh xem là ở trên cái phần giới thiệu của mình nó đã có chưa. Đó. Áp dụng đã thay đổi rồi. Bây giờ Yến sẽ thoát ra, có nghĩa là mình đã hoàn thành xong rồi. Yến sẽ vào cái kênh của Yến. Mở ứng dụng YouTube ra. Đó, Yến sẽ kéo xuống. Ở đây các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ đăng ký kênh ở đây này, kết bạn Facebook này. Đó, những cái chữ cái màu xanh này thực ra là những cái đường link đó. Và khách hàng có thể là bấm vào đây để về trang Facebook của mình hoặc là đăng ký kênh cho mình. Đó là cái cách thêm đường link vào phần giới thiệu kênh để thu hút thêm lượng khách hàng vào các trang mạng xã hội khác của mình. Rất là đơn giản đúng không? Và nếu các bạn thấy cái video này của Yến hay, hữu ích thì hãy nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ Yến ra nhiều video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ạ.